Và tất cả mọi người ở đây, cảm ơn Thị Nở đây mọi người. Cảm ơn nè. Cảm ơn Thị Nở đây mọi người. Rồi, chúc mọi người sức khỏe nha. Quay cho chị Nở ra. Ờ, được rồi, được rồi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn rồi. Ở đây thêm một cái sớm nữa là 55 phần quà. Hôm nay là tụi mình đi hết cút là 400 mấy chục phần á. Ở sau những cái lần điều trị bệnh thì hôm nay mọi người đã khỏe mạnh rồi. Và bây giờ thì có kết quả âm tính. Hôm nay thì tiếp tục trở lại phát quà. Tổng số quà ngày hôm nay là 450 phần quà và sẽ thực hiện ít nhất là 3 chuyến xe. Trong lúc đi phát quà gần khu công nghiệp Tân Tạo và công ty Bông Giang thì bây giờ mọi người đang bắt gặp một cái đoàn xe, phần lớn là công nhân đang khu công nghiệp này, đang rời Sài Gòn về quê. Phía bên đường đối diện này có con nhỏ ba lô lỉnh khỉnh luôn. Thật sự là trụ 4 tháng qua là đã đuối rồi. Những ngày qua thì tiếp tục giãn cách nữa thì bà con cũng không thể nào có thể trụ nổi nữa. Giờ tranh thủ về quê. Ở đây thì có 70 hộ, 70 gia đình công nhân và bà con đang nhờ tụi mình hỗ trợ giùm. Một nửa bà con ở đây thì đang dùng xe máy trở về quê, rất khó khăn. Nãy giờ mình bắt gặp một cái đoàn xe khá là dài. Để cho phân luôn, để cho phân vậy. Ai ai nhận quà đại diện đâu ạ? Chị Nở đâu? Chị Nở. Chị Nở ơi, Nguyễn Đăng vô kìa. Chị ở đây là công nhân mình là làm nghề gì? Dạ, công trang với lại làm bên bán số với lại bán nước rồi đó. Anh em thấy xe người ta về quê nhiều lắm, ở xóm chợ mình người ta về nhiều không? Nhiều nhiều, ở trên này là 100 mấy chục phòng á, nhưng mà người ta về hết trơn rồi, còn có nhiều đó đó. Hôm nay cũng chưa đi làm này được luôn. Chưa có đi làm, chưa nghe thông báo đi làm gì hết trơn, mà nhà trọ thì nó cứ đóng tiền nhưng mà giảm 30% thôi. Thôi bà con tự chia nha, 70 phòng. Dạ dạ. Đây là công nhân Bông Giang nè chị, Bông Giang lương thấp lắm. Ủa gì hả? 6 triệu mấy, 7 triệu một tháng mà tăng ca. Sao họ làm quá trời luôn em? Ở quê thì ví dụ chị ở quê một tháng lương công nhân thì có 2 triệu mấy 3 triệu à. Lên trên này 6 triệu cơ hội nó nhiều hơn. Mà nó có bảo hiểm nữa, được cái đó. Nhưng mà làm cái nghề mà ráp đế rồi da dày rồi á, nó độc hại lắm, nhắn keo à. Rồi đợi chút, anh nhận bên đây đi rồi qua bên kia bỏ anh đi. Từ từ kiểm tra. Ở đây bà con mừng ra đứng xếp hàng sẵn hết rồi. Công nghiệp ghê không? Sao không về quê á? Bốn sáu bảy. Đó, kiểm nó đâu ra 2 4 6 7 7 phần gia vị em. Gà đủ 7 chưa? Rau muống đủ 10 chưa? Gạo đủ không? 1 2 3 4 5 6 7 một bao gạo là 10 phần trong đó. Một phần là gồm có một bó rau muống nè, một cái bịch gia vị này em. Gia vị trong đây là gồm có một chai nước mắm, một chai dầu ăn với một ký đường, với một bịch gà 5 kg gạo. Còn sữa là tự em chia ra giùm chị nha. Phần quà ai cũng giống nhau nha em nha. À rồi. Em thay mặt bà con ở đây á, cảm ơn mọi người quên cả mình. Rồi. Tất cả mọi người ở đây, cảm ơn Thị Nở đây mọi người. Cảm ơn nè. Cảm ơn Thị Nở đây mọi người. Rồi, chúc mọi người sức khỏe nha. Quay cho mọi người Nở ra. Được rồi. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Ở đây thêm một cái sớm nữa là 55 phần quà. Hôm nay là tụi mình đi hết cút là 400 mấy chục phần á. Mình hiện giờ thì vẫn còn đang khá là mệt. Mệt thì do mắc mưa và mới uống thuốc rất là nhiều cho nên là cơ thể nó hơi bị đuối. Sáng giờ thì ho rất là nhiều và đang có biểu hiện là sốt trở lại. Tuy nhiên thì cố gắng xong phần quà ngày hôm nay, về nhà nghỉ ngơi một xíu để ngày mai tiếp tục đi cho.
mấy nay uống kháng sinh nhiều cho nên là tay mình bị lở rất là nhiều. Ở đây bà con xin bao nhiêu em? Xuống hết luôn á, xuống hết luôn á. Hết luôn hả? Vậy còn rau nhiều quá hả? Thôi để gửi cho bà con tự chia xung quanh đi. Đây nè. Mấy mập đó qua đây nè. Cắt cắt gạo không? Đây đây đưa ra. Em kiểm. Đây đây còn nữa. Để mình nhận gạo đi. Năm là 25. 25. Chưa đủ mùi à? Sao? Đây mà đúng là cho nè, cho còn hồi nãy mình cho một cái chỗ mà. Đúng rồi chị, nãy chị muốn quay đầu ra đó em. Chị nói thật á. Em không ghi hình luôn, tại vì ghi hình vậy nó phản cảm quá. Đúng rồi. Có một cái trường hợp mà ở chung cư cao cấp, chung cư đó là giá trị là mỗi căn hộ là phải 3 tỷ mấy một căn á. Mà vẫn xin tụi mình 20 phần quà. Tôi có vô chị muốn quay ra đó. Nhưng mà khi chị chốt đô á là nó là nhà trọ. Chị nó ở nhà trọ. Tại do chị nhớ cái địa chỉ nó là hình như chung cư, chị hỏi đi hồi lại chị không nhớ rõ. Thì vẫn nó là nhà trọ. Tới khi mình vô rồi vẫn chưa nhà trọ. Là bao nhiêu? 10. Trong khi những cái xóm trọ công nhân. Mai mốt có một trường hợp như vậy thì giờ chị sẽ quay ra. Chị không cho nữa. Mua sữa uống nè. Có ly sữa cho con nè, con lấy hai tay, lấy hai tay. Con cảm ơn cô Tưởng. Cảm ơn cô Duyên. Cảm ơn ông bà cô chú. Cô Thường. Con hẻm này thì trong này là 10 phần có chia hết rồi chú. Con hẻm này thì 14 hộ, tụi mình sẽ gửi cho 14 phần. Lúc trước khi mà nấu cơm á, phát quà cho những người vô gia cư thì hay ghé vào hẻm này, cho những cái đứa bé nhỏ như thế này những cái phần cơm. Mẹ bé chuột chia sẻ là hai cháu đi học, muốn đưa hai cháu vô trường học mà dành dụm hôm nay lượm cho chai, nhặt cái chai đồ bán để dành dụm thì được mấy triệu mấy thôi em, còn thiếu nhiêu nữa? Em nghĩ là trường nó hai đứa phải 4 triệu mấy. Giờ em nhưng mà em mới vừa bán cái xe để tao á, gom chỉ gom chân 2 triệu mấy gì đó, em sợ kiếm được 2 triệu hơn 2 triệu nữa rồi đó gì á. Để đưa cháu đi học, vô trường học. Để cho hai đứa đi học, tại hết đuối rồi, giờ chuẩn bị đuổi trường rồi. Đuổi trường rồi mà học rồi, em nói gì vậy? Em cứ, bây giờ mình phải vô, mình đăng ký là cháu học. Nhóc này mấy tuổi? Dạ, nhóc này lớp 2. Lớp 2 mà giờ chưa học thì người ta học rồi. Hôm qua nó học trên mạng, chị bà học online. Ừ. Ở nhà online không ạ? Ừ. Thầy đi chơi cho bài á. Ừ. Giờ lấy đó lên trường rồi. Bây giờ, hôm giờ Covid đó là nó học online mà. Học bà chung với mẹ trên nhà bà đó. Còn bé thì nay là tổ trường rồi ai đâu dạ, mà nhận. Không thì mình giờ nói chung là mình giờ mình vô mình đăng ký rồi mình đóng tiền mình mới học được đi học. Đóng ở đâu? Chị còn nói cái này là phường 1 mình. Ở đây là phường 1 quận 5. Rồi bây giờ em còn thiếu bao nhiêu nữa? Dạ hai đứa tầm ngày 4 triệu mấy giờ chứ không phải chứ có 2 triệu nữa. Thì em thiếu 2 triệu nữa. 2 triệu mấy gì đó, 2 triệu hơn gì đó. Là hơn 100 ngày gì đó, không còn tiền, lên mới là chỉ có vậy thôi. Thì thôi em coi cái một số tiền, một con số dứt khoát bao nhiêu. Nếu khả năng tụi chị giúp được thì tụi chị sẽ giúp ha. Dạ. Em nhớ chú em. Chứ mà mình anh em chị em hỗ trợ mà là mình nếu anh em chị em mới xin nhờ. Rồi chị biết rồi. Thì cũng thông qua đây mấy cô chú anh chị tình thương mến thương để ủng hộ cho bé đi học. Dạ. Em cũng còn ông đại đại gia đình. Rồi. Bỏ đây con đại con cảm ơn chú ông. Cảm ơn.
em về nha. Dạ rồi. Đại diện đại diện em cảm ơn. Đại diện mời cảm ơn mấy cô chú chú bác. Thêm một con hẻm nữa, bây giờ thì mọi người sẽ gửi cho bà con ở đây 25 phần ở hẻm 204 thuộc phường 9 ở quận 5. Cách đây không xa là một cái trường học của mình, và con hẻm kế bên này là cái con hẻm mà khoảng 5 năm trước mình đã từng ở đây suốt 2 năm. Hồi sinh viên thì mình đã từng sống ở khu vực này khá là nhiều. À, 25 phần quà gà, gạo, gia vị và rau muống nha mọi người. Đủ chứ anh Thảo? Được. Đi qua kia cho công trình mình về. Kẹt mấy tháng rồi? Từ lúc dịch tới giờ thì kẹt ở đây luôn, thì đâu có được về đâu, từ ở đây 10 người luôn á. Ờ vậy hả? Dạ. Rồi lấy ít ăn ha. Đó, nó tăng nở đi, bữa nè chị ở gần nè, chị chở lên chị cho em. Bác xã kẹt kho với gà đi. Dạ, dạ kho gà. Cảm ơn nhiều ạ. À. Dạ. Rồi. Xã cái gì? Trồng xã luôn dạ. Trồng á hả? Bông. Lấy bông kho gà kia. Ủa lấy xã cắm bông hả? À ổng cắm bông. À có bông mà ổng đĩa em thay thế bông. Bông rồi thôi vậy thôi, chúc mọi người nhiều sức khỏe. Ủa mấy chị đó cho hả? Cô phát cho bà con. Nói là mình đi phát từ thiện không mới dạ, cho mấy bịch này nữa mình đi phát. Có trứng không cho đây luôn, hát luôn chưa? Cho dĩ trứng đi, hát luôn em. Chết đó, đây đi thấy nha. Bây giờ thì mọi người sẽ thực hiện cái chuyến hàng thứ hai với tổng số quà là 130 phần quà. Sau khi chuyến hàng này thì trở về nhà tiếp tục hai chuyến nữa, 230 phần quà nữa, và sẽ huy động thêm xe của anh Nghĩa hỗ trợ thêm. Mày để bịch đó tao chở cho. Còn bịch đây hả? Được, bỏ được mà. Đúng không? Bây giờ thì mọi người đang khiêng những cái túi đồ xuống, và chuyến hàng thứ hai ở tổng phần quà là 130 phần, và địa điểm tiếp theo ở nằm ngay tại đường Nguyễn Văn Luông với tổng số quà là 30 phần kèm theo sữa. Tụi mình có gửi bà con một thùng sữa. Cái gì nào đó.
Ừ, người nào cũng dạy em nha. Dạ, dạ, cảm ơn cô. Sữa, sữa thì em bé mấy mấy người đây em cứ chia ra giùm chị nha. Rồi em thay mặt Hiểm 375 cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Em cảm ơn nhóm Trình Tưởng rất nhiều đã cho quà ở xóm trọ em. Em chân thành cảm ơn. Chia cho bà con ha. Rồi chị Tưởng con chúc mấy em nhiều sức khỏe nha. Rồi. Rồi rồi rồi. Cho đi xong mua đi. Chưa đi. Có em có cho lại không? Là xuống dưới rồi mới liền. Như là ở chỗ trong em lim đó, trong cái bếp đó. Em đi đâu về ạ? Đi bắt quà từ thiện nè. Không bắt quà đâu ngoại. Ở phía trước mọi người đây là một cái xóm trọ và ở đây thì bà con xin 36 phần quà. Và bây giờ thì mọi người đang đưa những cái túi đồ xuống. Sáng giờ thì chuẩn bị đồ khá là nhiều, gần 400 mấy chục phần á. Cho nên là mọi người cũng hơi mệt, cũng chưa ăn sáng, chưa ăn cơm trưa luôn. Bây giờ là 1 giờ chiều rồi. Tranh thủ phát hết chiếc xe này về nhà ăn một ít cơm rồi thực hiện thêm 2 chuyến xe nữa. Nặng quá ha. Ở gần 1 giờ chiều rồi, mọi người vẫn chưa ăn cơm, ai cũng khá là mệt. Tuy nhiên thì tranh thủ phát sớm để về lót dạ một xíu và thực hiện thêm 2 cái chuyến xe nữa. Rồi, tụi em đi nha. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ở đây thì bà con xin tổng số quà là 14 phần. Ngay lúc này thì mọi người còn hơi bệnh, còn ho một xíu thôi. Nhưng mà kết quả xét nghiệm thì đã âm tính rồi. Nồng độ virus thì không còn, cho nên là tụi mình đã ra đường một cách an toàn. Bà con xin 14 phần và có em bé cho nên là tụi mình ưu tiên ở đây một thùng sữa luôn. Gà nè mọi người, gà thì hôm nay tụi mình mua cái đùi gấp tư á. Cái này cho. Dạ cái này cho. Đây là dãy nhà trọ. Dạ, đăng ký cái phần hết rồi. Anh này thì hết đồ ăn cho nên là có đi ngang qua hỏi thăm tụi mình thì tụi mình dư một phần gửi tặng cho anh. Mình còn dư mấy phần vậy? Mình dư 2 phần. 2 phần vậy là cho. Cái anh này phải được không? Tại do cùng. Để xuống đi, để hỏi cái phòng đi. Đủ không? Một con hẻm nữa, bây giờ thì mọi người sẽ xin tổng phần quà là 25 phần. Mấy chị em đang khiêng đồ xuống. Ở đây những cái xóm nào mà có em bé thì tụi mình hay cho sữa. Gà 25 phần trọ hả chị? Đúng rồi em.
Đây là địa điểm cuối cùng trong cái chuyến xe ngày hôm nay, và về nhà sẽ tiếp tục hai chuyến xe nữa đi phát quà cho bà con ở quận Bình Tân. Bình Tân thì nơi có rất là nhiều công nhân, tổng số công nhân ở đây thậm chí lên đến gần 300.000 công nhân, và tương đương với hàng chục ngàn cái nhà trọ. Cho nên là tụi mình ưu tiên cho bà con công nhân là chính, tại vì hiện giờ thất nghiệp suốt mấy tháng qua, vừa phải lo cả cái câu chuyện sinh hoạt, ăn uống, vừa phải lo tiền nhà trọ nữa, cho nên là bà con ở đây cũng gian nan lắm. Sau khi mà hết xe này thì mọi người trở về nhà, chuẩn bị hai chuyến hàng nữa. Túi nặng á. Sao? 22 phòng là em cho đủ lắm hết luôn á. Không, không có còn người nào mà không có luôn á. Đủ đủ. Em biết chiêu quà chưa? Chưa. Đây. Bốn túi. Đây. Combo 4 món. Ai cũng vậy ha. Sau khi trở về nhà, mọi người bắt đầu ăn một ít cơm để lót dạ. Thì bây giờ sẽ tiếp tục hai chiếc xe. Hôm nay thì tăng cường thêm xe của anh Nghĩa hỗ trợ cho tụi mình. Tổng cộng các cái chiếc xe chở hàng em này là 4 chuyến. Hôm nay tiếp tục mang những cái phần quà đến cho bà con nha. Bây giờ thì mọi người cũng khá là mệt. Ngày hôm qua buổi chiều thì chắc có lẽ là do mắc mưa, cho nên là nãy giờ Phong cũng hơi mệt trong người. Người thì cảm giác bị sốt trở lại. Tuy nhiên thì có thử một cái que xét nghiệm thì ghi nhận là vẫn còn âm tính. Và vẫn đang cố gắng là có hôm nay mang những cái phần quà đến cho bà con, dù cũng hơi mệt một xíu. Đây là chuyến hàng cuối cùng, hai chiếc xe luôn. Tổng số phần quà là hơn 200 mấy chục phần quà. Và địa điểm đầu tiên đó là 36 phần. Địa điểm tiếp theo là 40 phần, cách đây khoảng hơn nửa tháng trước, khi mà tụi mình chỉ còn chị Tưởng, mình và anh Thảo đi phát quà thì cũng đã đến khu vực này để tặng quà. Thời điểm đó thì khoảng 10 người trong nhà bị dương tính Covid, ba chị em thì vẫn còn âm, cho nên là ba chị em vẫn chở những cái túi đồ. Sau khi ghi nhận dương tính thì mọi người mới ngưng việc phát quà. Muốn đủ chưa anh?
Mày vào thêm bao nữa, thêm bao nữa. Không bao gà nữa. Rồi đủ. Mày coi nát lấy con bụi được không? Không chỉ nha. Dạ. Coi nát lấy con bụi được không? Giờ không chỉ chiêu chi bài với chi không? Biết mà. Biết không? Rồi. Để cảm ơn anh con bụi với chị Tử. Rồi mọi người chia ha, thêm đi nha. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều ha. Rồi. Dạ. Chúc mọi người sức khỏe. Rồi, ok. Dạ. Địa điểm tiếp theo là 25 phần quà. Thời gian qua thì bà con ở đây khá là vất vả, khó khăn, tại vì phần lớn là công nhân bị thất nghiệp từ nhiều tháng. Chị gái này là người liên lạc xin tụi mình nè. Ủa cái hẻm là hẻm ở dưới kia hả? Chứ phải cho đây hả chị? Dạ không, hẻm này hả? Em đi coi có chỗ nào để xe. Rồi tí nữa mà lấy xe máy vào chia cho bà con nha. Tụi em để đó, tụi mình tự chia. Dạ khỏi cần đây, cứ chia cho bà con đủ được à. Dạ. Trước giờ mình được hỗ trợ bao nhiêu lần rồi? Dạ. Hồi đầu tháng 9 á, là có hỗ trợ, xong rồi giữa tháng 8 là có hỗ trợ thêm lần nữa là hai lần. Sớm mình là làm nghề gì? Dạ làm thợ xây với thợ hộ. Dạ, với là làm công ty, với là bán vé số. Rồi chia cho bà con ít quà ăn ha. Dạ. Anh khỏe cho anh. Ở khỏe không? Em gái ơi, em nào đại diện ở đây em. Ồ, hôm qua đây em gồm có như thế này. Ha, 4 món, ai cũng như nhau hết em. Rồi, ở đây là đủ 25 phần. Mỗi ông bao là 10. Nha, này 45. Rồi, giữ nghe đưa đây. Rồi, trong uống thêm một bao 7 món. Trong đó có dư 2 món. Rồi tôi em đại diện đồng nhóm đồng con bụi chiều hòa dùm cho em nha. Rồi. Em nhiều sức khỏe nha. Rồi. Người đã giữ đồ đi mọi người đi. Có 12 phòng cho em. Không chị, em cho chị một phòng quà đó. Tại 12 phòng không có đủ. Đợi nữa, lấy nữa. Chưa đủ chị. Tại rau nó không đủ. Lấy cái gì lấy gạo. Rồi cô chị ha. Rồi nấu về nấu nồi cơm phụ mời 12 phần quà ăn đi. Đã tính xin miếng rau về cho mọi người. Không thiếu rồi chị đủ rồi. Rau không cho chú đó đó. Chú qua đây chú qua đây chú. Qua đây chú. Qua đây chú qua đây chú. Qua đây là chú. Cô cho con xin phần. Mình còn dư bao nhiêu? 2 phần à con mà giờ vậy nè. Con ở đâu? Đây. Con rồi cảm ơn. Con nhà chú. Thế nhà gì? Chú. Dạ. Đây nè. Chú. Nhà con ở đây nhà con đó hả? Ở hả? Ở chủ luôn rồi đó hả? Thôi nói đi con. Nói trọ. Cho nó tuổi luôn. Phòng cuối cùng nha. Rồi vô xin đi ngắm cho lấy đi. Em có xin chú 3 phòng mà. Rồi mang về nấu ha. Rồi, có uống gạo. Thôi mình đi. Đừng. Bây giờ là địa điểm cuối cùng rồi. Mọi người cũng đã xong những cái túi đồ. Hy vọng rằng là ngày hôm nay mọi người trở về nhà đủ sức khỏe để ngày mai tiếp tục phát những cái phần quà. Cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều đã dành thời gian quan tâm. Ở đây thì bà con rất là mừng. Ở trong xóm trọ ra xem kìa. 55 phần à? Hôm nay em sẽ 5 lần hết giải này đã đầy đủ hết luôn hả? Tất cả bà con đây ăn có hết nhà trọ luôn rồi. Hai giải luôn.